Nó là đây chưa gì nước có văng trúng hay là bị ai đá trúng gì nó bay cái cục ra rồi nè, từ làm lại không sao hết. Rồi thì là cái khuôn, Vinh quay cố để những cái góc quay làm sao cho các bạn có thể coi được rõ ràng nhất về cái cảng này ha, về từng cái đường viền, về từng cái nét thiết kế. Đó là về cái cản xe, và đương nhiên rồi cái phần body hông sẽ là cái phần mà nó ăn khớp với cái xe như thế này. Hi, xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong cái kênh của Vinh Ô Tô. Trong các video mà Vinh hay nói về việc độ và thay đổi phong cách cũng như là JDM, một số cái dòng xe liên quan đến Honda Accord, và rất lâu rồi mới có dịp làm tiếp theo một cái video mới. Đây là gara của Vinh, nơi mà Vinh đang bắt đầu những cái ước mơ, những cái đam mê, và rất mong là sau thời gian này sẽ có từ cái khoảng trống để làm lại cơ sở vật chất cũng như là xưởng nó đẹp đẽ hơn. Thì ngày hôm nay không dài dòng nữa, một sự trở lại của Quốc Vinh trong những cái video clip nói về việc độ xe tuning, về những cái việc thay đổi phong cách làm sao cho chiếc xe chúng ta nhìn rất là đẹp đẽ, thể thao và nó phù hợp với cái sở thích của cái người chủ sở hữu. Thì ngày hôm nay Vinh tiếp tục làm video để cập nhật về một chiếc xe rất là đặc biệt, chiếc xe Honda Accord mang trong mình cái biển số là 52M2222. Trên xe tổng cộng có 5 con số 2, trong đó biển số dưới là tứ quý 2. Thì ngày hôm nay như phía sau lưng của Vinh thì các bạn đã thấy rồi đó, chiếc xe cơ bản là đã xong được cái phần body về cản trước, về body hông, về cản sau. Và ngày hôm nay video này Vinh sẽ cập nhật cho các bạn cùng xem với Vinh cũng như là bác chủ xe có thể thấy được chiếc xe của mình đang ở trong những cái giai đoạn nào và cái phong cách nó ra làm sao. Ok, cùng với Vinh đi vào clip ngày hôm nay nhé. Rồi chúng ta đi ra xưởng để xem thử cái xe hiện tại như thế nào ha. Đây là chiếc Accord 1994, bản EX, bản full option bao gồm cửa sổ trời, ABS, rồi túi khí SRS đầy đủ. Hôm nay nhà mình cúng nên là bà có cắm cây nhang trên từng chiếc xe, cái phong cách của Kara mình hồi đó giờ nó là như vậy. Thì ngày hôm nay nôm na đối với chiếc Accord Zin mà khi mà mình nhận về, thì bây giờ cái form cản mình đã thiết kế với cái cản mới này, các bạn cùng mình xem cái cản nha. Khu vực cản trước thì ở đây chúng ta sẽ làm một cái hốc gió này, một cái hốc này, và đây là đang là cái bảng mà đây mình coi lại cho bạn đó, một cái hốc này rất là thể thao, và ở trong này mình sẽ làm lưới đó, nhìn cho nó hãy lên về cái đường nét từ đây. Và có một cái ghi chú là các bạn sẽ thấy đây, thấy nó dày lắm đúng không, đây là cái phần thiết kế của mình thôi, đây mới là cái bảng này gọi là cái bảng khuôn, và từ cái khuôn này chúng ta sẽ đổ ra một cái cản, chứ không phải đây là cái thành phẩm nha, chưa có thành phẩm, nên là đây chưa gì nước có văng trúng hay là bị ai đá trúng gì nó bay cái cục ra rồi nè, từ làm lại không sao hết. Rồi thì là cái khuôn, Vinh quay cố để những cái góc quay làm sao cho các bạn có thể coi được rõ ràng nhất về cái cản này ha, về từng cái đường viền, về từng cái nét thiết kế. Đó là về cái cản xe, và đương nhiên rồi cái phần body hông sẽ là cái phần mà nó ăn khớp với cái xe như thế này. Body này thì sẽ còn khoan lỗ, cắt lỗ, tạo nét gì lum hết, đây chỉ là cái khuôn thôi. Thì mình cũng quay cho các bạn xem luôn, xem đó là cái ốp body không không đắp vào. Rồi xe đang trong cái quá trình làm body nên là mình đang cho tạm dừng cái việc mà sơn két, là các bạn sẽ thấy dài cái dấu sơn lởm chởm nữa. Nội thất xe cũng đã được gửi đi, và phần đồng thì xe cũng được rà đồng lại hết cơ bản đa số rồi, nhưng mà những vị trí này thấy chưa đó, những vị trí này mình đã có chụp hình báo cáo lại cho khách rồi, cái mục dữ dội nhưng biển số đẹp quá, nhưng mà buộc phải làm thôi chứ sao giờ. Máy thì xe này chưa động tới, chưa làm tới, vì máy cũng còn khá là ổn, nhưng mà cái vị trí
thấy chưa? Đó. Đây là những cái mà các anh em khi đi coi xe này chúng ta lưu ý coi nha. Nổ bong bóng lên là rộp là lủng á, là xét hết á, chứ không có cái cửa nào mà không xét đâu. Đây nè. Rồi. Thì chưa kể cái vị trí xung quanh cái cửa sổ trời nè. Rồi thì đây là giới thiệu về cái những cái gì Vinh làm body thôi, chứ chưa phải là khui bệnh. Khui bệnh ra thì nhiều lắm, anh này quá trời bệnh. Nhưng mà thôi, chủ đã đại tu rồi, thì những cái phần này mình càng tìm ra nhiều bệnh, nhiều lỗi thì chủ càng mừng thôi. Để làm là cho nó toàn bộ, cho nó gọn gàng. Rồi, cái body hông bên đây. Thì đương nhiên cái nguyên lý của cái body và cái cản trước và cái cản sau luôn, cả ba phần này thì nó phải tiếp giáp với nhau. Đây, tiếp giáp từ khúc này qua khúc này nó phải bằng nhau. Để khi chúng ta đi cái bánh nó đi lồi ra ngoài một xíu thì nó sẽ khớp với cái cản. Còn đối với trường hợp mà các bạn làm wide body và các bạn ốp cho cái thân xe nó rộng ra thì chúng ta sẽ cắt về. Nói đây các bạn hiểu, ở đây không phải là cái bản độ cắt về, chúng ta sẽ cắt về ở đây và chúng ta kéo gì ngang rộng cái chiều ngang của chiếc xe ra. Đó. Rồi. Ngoài ra thì xe này không có đụng tới máy, nhưng mà về dàn phuộc và dàn rô tin là nó toang hết rồi. Nó là sẽ phải làm lại thôi. Đây là khu vực phía sau. Thì nói chung là bốn vị trí nóc khi mà ra cái kiến xong, ra ron xong là lủng hết á. Đường nào là cũng dính đòn. Nhiều lắm, xe này nhiều mục lắm. Quay cho anh em biết nha. Rồi thì quay lại tâm sự xíu nè, trước khi chúng ta đi tới cái phần phía sau. Thì như Vinh nói, như Vinh chia sẻ và Vinh luôn luôn chia sẻ. Đã có rất nhiều anh em gọi điện cho Vinh và Vinh cũng chia sẻ. Liệt kê ra một số câu hỏi ha. Là Vinh ơi, nếu mà chơi xe thì chúng ta ngại cái gì? Chơi những cái xe cũ này thì ngại cái gì? Chơi những xe Accord và đặc biệt là Accord thì ngại cái gì? Thì Vinh luôn luôn chia sẻ với anh em, các bạn đừng có lăng tăng gì nhiều quá đó. Chơi theo hai cách thôi, hai cách mà chúng ta hay thường chơi. Một là tìm chiếc xe nào mà chúng ta biết rõ nguồn gốc, chúng ta biết được chủ làm như thế nào. Nói Vinh nói cho có lệ thôi, chứ thật ra làm gì mà tìm được những chiếc xe đó. Một số trường hợp ít thôi, không phải ai cũng sẽ tìm được xe đó như thế nào, hoặc là có cái cơ sở nào, ví dụ như gara nào các bạn có thể, ví dụ như gara Vinh bán một chiếc xe nào đó thì Vinh cam kết về tình trạng của cái xe đó. Có nghĩa là khách hàng cũng hay nhờ Vinh bán giùm xe, rồi gửi xe ở nhà Vinh để cho người ta tới coi, thì người ta sẽ hỏi mình anh sửa xe đó thì anh thấy xe đó làm sao, thì Vinh sẽ trả lời thật nhất có thể. Tại vì cơ sở kinh doanh của mình, nhà mình ở đây nữa, thì đương nhiên là danh tiếng và những cái uy tín của mình nó phải chuẩn chỉ. Đó là trường hợp thứ nhất, các bạn tìm được một gara bảo lãnh, hoặc các bạn tìm được cái nơi nào đó bảo lãnh, hoặc là các bạn quen thân với cái chủ xe đó, thì mình ủng hộ các bạn mua xe dọn rồi. Còn trường hợp thứ hai là trường hợp các bạn đam mê, các bạn không biết gì về xe cả, thì xác định luôn tư tưởng mua cái xe với giá rẻ nhất. Ví dụ như một con 80 ta, một con Accord mà 85 cho tới 88 thế hệ thứ 3 bây giờ thì đâu đó nó khoảng tầm 30 triệu cũng có. Đối với cái bản Nhật, cái bản mà không có full option im phun hay là cửa sổ trời, thì cái bản đó nó đâu đó khoảng 30-40 là cái xác xe. Tùy theo độ nặng nhẹ, có xe hai mấy triệu mình cũng thấy nữa. Thì tùy theo độ nặng nhẹ của xe. Và khi mua cái giá đó rồi thì xác định sửa lại đâu đó, nội là cơ bản đó nha. Cơ bản nội là sơn nè, máy vệ sinh, chưa tính tới hư hỏng máy, thay vụt này nọ kia các thứ. Thì bên cá luôn, các bạn nên chuẩn bị tài chính cho mình khoảng tầm 40-60 triệu. Cơ bản sẽ đưa được chiếc xe về zin, tạm thời gọi là mới mã. Còn nghĩ tới cái chuyện độ nè, nghĩ tới cái chuyện độ đẻo như thế này nè, là chuẩn bị luôn tư tưởng cho mình khoảng đâu đó từ 60-100 triệu, thậm chí có thể hơn. Nếu các bạn chọn những cái option như là phuộc hơi, nâng hạ gầm hay là nhiều cái thứ khác, thì các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái tài chính nó ổn hơn. Và ở cái cỡ đó, và khi các bạn đã đầu tư được số tiền đó, thì Vinh cam đoan không phải chỉ riêng Vinh mà còn nhiều gara, nhiều anh em khác nữa làm. Vinh cam đoan với cái số tiền đó, các bạn tìm được một cái nơi làm uy tín thì chiếc xe của bạn tự động ngon thôi. Và trong cái thời gian các bạn chơi thì các bạn sẽ hiểu hơn về chiếc xe của mình. Khi các bạn cầm lái, chắc chắn chúng ta sẽ am hiểu hơn, hiểu nhiều hơn. Đó là hai cách, và chỉ nên chơi theo hai cách đó thôi. Đó là ý kiến riêng của Vinh. Thì ai có ý kiến nào hay hơn, hoặc là có cái ý kiến đóng góp gì đó, mong các bạn hãy comment bình luận ở phía dưới.
trong video này cho Vinh. Vinh sẽ đọc từng chi tiết mọi cái comment của các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục với cái đoạn video clip của Vinh về chiếc xe Honda Accord 1994 này. Chúng ta đi ra phần cản sau nhé. Cản sau Vinh không có thay đổi nhiều cái thiết kế của cái cản, mà thay vào đó Vinh sẽ làm một cái lift, một cái lift ốp gầm. Cái lift như vậy. Đây ha, từ quay kỹ chi tiết. Rồi, cái lift của mình làm nó như thế này. Đó, nó ốp bo theo cái phần đuôi xe và nó có cái đuôi gió. Nó có đuôi gió mà gọi là đuôi lướt gió của cái gầm á, chứ không phải đuôi lướt gió này của cái xe đâu. Khu vực đuôi lướt gió xe này mình sẽ làm chia lại cái hệ thống bô thành hai bô và bốn lỗ ra cho nó ngầu. Thì cái khu vực lift phía sau mình sẽ thay thế lại như thế này. Các bạn coi thử có đẹp không ạ? Chưa có sơn vô màu, chưa có tách khuôn nên là nhìn chưa có rõ được, nhưng mà đều là cơ bản. Thì cái lift nó sẽ như thế này. Rồi quay cao lên để cho xem tổng thể xe nó đang đổi cái đít lên mọi người. Nên là các bạn sẽ thấy xe nó nhõng cái đít lắm, nó cao lắm. Xe nó đang đổi dưới gầm lên này. Đó, đang kê bánh đang đổi lên nên là các bạn sẽ thấy xe cơ bản nó khá cao. Khi hạ xuống thì nó sẽ hơi thấp. Đó, thì cái lift cản dưới mình đang làm như thế này. Và cái lift cản này dành cho những anh em nào đang đi xe 1994 thì Vinh có bán. Có khuôn rồi thì có bán, có mẫu. Rồi, đuôi gió thì cũng đã đo xong rồi, không biết cái anh chàng thợ của mình ảnh dục cái đuôi gió đi đâu rồi. Đuôi gió xe thì cũng đã đo, cũng đã làm. Rồi, cơ bản xe là như vậy. Còn phía trong nội thất thì Vinh đã gỡ ra toàn bộ rồi, để chuẩn bị đi may ghế nội thất nào này nọ kia thôi. Rồi sẽ report lại cái phần này sau nhé. Rồi hiện tại trong clip này Vinh giới thiệu và cũng như là báo cáo với anh chủ xe là xe đang cập nhật tiến độ, đã xong cái body. Tách khuôn đổ ra thì cũng chả mất bao nhiêu thời gian nữa đâu, là xong hết thôi. Rồi thì chắc là phải kết thúc video ở đây rồi. Và chúng ta sẽ đi cùng Vinh đến với phần kết thúc của cái video này nhé. Trước khi kết thúc cái video thì Vinh cũng muốn cập nhật lại cho những anh em nào đang theo dõi Vinh ở gara của mình. Thì ngoài những chiếc xe này thì Vinh đang làm những chiếc xe nào? 1994, chiếc này là chiếc Sentra, Nissan Sentra hai cửa. Đó, cũng có một anh chủ xe rất là dễ thương, đang tới cái công đoạn sơn rồi. Đồ đạc phụ tùng máy móc của xe này thì vừa đã về. Thì chắc sắp tới cũng sẽ tiến hành ráp máy và lên máy xe thôi. Chiếc Nissan Sentra đang trong cái công đoạn sơn. Chiếc xe mà các bạn cũng theo dõi và chờ đợi từ lâu, nhưng em đó vẫn còn đang khá bụi bặm. Chiếc Honda Accord tội nghiệp của mình, Honda Accord 1988. Rồi mình sẽ làm cái video report cho chiếc này khi mà Vinh tiến hành gá cản và lắp cái cản lên sau ha. Chiếc này thì bụi phủ trắng đời trai, đăng kiểm tới tháng 10 năm 2021, làm lại xong là phải chở đi đăng kiểm. Ok, đây là chiếc thứ hai, đây là chiếc thứ ba. Chiếc thứ ba rồi, đây là chiếc thứ tư. Cũng là một chiếc xe của mình. Và bây giờ các bạn nhìn đi, nó giống như sắm đồ chơi vậy. Đỏ có, vàng có, xanh có. Rồi, hai chiếc xe này là của mình nha. Nên là thôi kệ nó, bây giờ phải phục vụ khách trước thôi. Và đây cũng là cũng một cái anh trai N360 cũng đang dậm tút, đang lên những cái lớp thay lót nền để lên màu. Rồi đây là hai những cái đầu cabin mà Vinh thay thế cho cái dòng xe tải. Rồi cái này nó không có đúng chuyên đề ngày hôm nay, chúng ta coi sơ thôi. Rồi đó là những chiếc xe đang nằm ở trong cái khu vực xưởng này. Rồi cái mâm yêu quý của tôi, nhìn sót chưa. Rồi còn khu vực ngoài kia thì đang có những cái dự án 93, 94. Quên mất có một bé Lada 2107. Giấy tờ đầy đủ nha, nhưng mà đăng kiểm còn lâu, cũng là xe của Vinh. Rồi cơ bản chỉ có vậy thôi. Hiện tại là cũng tạm bớt xe rồi, chắc tới thời gian sắp tới là tranh thủ làm xe của mình. Rồi đó là phần kết thúc video ngày hôm nay và rất cảm ơn các bạn đã xem đến thời điểm này.
Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo đến từ kênh Quốc Vinh Ô Tô. Và đừng quên like, share và chia sẻ video này giúp Vinh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.